Bây giờ mình sẽ test cái đèn của Auzoom 2.5 inch nha. Cái này là Auzoom 3 màu. Thì cái này là cái đèn zin của CB650 nè. Này là đèn zin nè, đèn zin cod pha nè. Đó, cod pha. Rồi giờ mình bật cái đèn Auzoom lên nè. Đó. Đổi màu nè, đổi màu khác nè. Rồi, giờ mình quay xe về nha.